rồi, Thế Giới Cây Nho xin chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay nhận được một cái câu hỏi là cắt cành cây nho mẫu đơn, cạo cành cấp 1 như thế nào. Đó, nhiều anh chị hỏi là cái giống nho này có cắt có giống như những cái giống nho khác không. Đó, thì trả lời cái anh chị ha. Thì đối với giống nho mẫu đơn á, thì cái cắt cành tạo cành cấp 1 á, nó có cái điểm khác một tí nha mọi người. Đó, đối với giống nho khác á, thì mình cắt tạo cành cấp 1 khi mà nó cũng vượt vàng 1 mét ha, 1 mét đi thì mình cắt. Thì đối với cây nho mẫu đơn này cũng vậy, nhưng mà mình sẽ cắt hơi non. Đó, thường những giống nho 1 năm 2 hoặc là nho đỏ, nho xanh thì sẽ cắt cành cấp 1 ở chỗ này ha mọi người nè. Đó, quay gần cho các anh chị tới cho cái chị xem nè. Chúng ta sẽ cắt gần ở đây. Nhưng đối với cái cây nho mẫu đơn thì nếu như mà các anh chị cắt mà để cái chỗ này nè nó hơi già mọi người ha, thì mình cắt nó nứt ra, cành cấp 1 thường thường nó sẽ nứt ra 4 đến 5 cái chồi cành cấp 1. Đó. Còn cây nho mẫu đơn nếu mà các anh chị cắt già quá thì nó nứt ra có 1 cái à ha. Mục đích mình cắt tạo cành cấp 1 để ra nó nhiều cành cấp 1 để sau này mình cắt nó ra trái nhiều hơn á mọi người. Đó, nhưng mà mình cắt mà sai á, cắt mà nó không đúng á, thì nó nứt ra có 1 à, có 1-2 cái à, thì cái cành nó hơi ít ha. Đó, thì cái cây nho mẫu đơn nó có một cái hơi khó khăn chỗ đó thôi, nên mình phải cắt cho đúng thì nó phải nứt ra 3-4 mầm được. Đó, chứ không thao là nó sẽ ra ít lắm. Đó, thì quay gần cho các anh chị xem nè. Đó, thì cây nho này nó vượt vàng nè mọi người ha, nó vượt vàng 1 mét mấy rồi, 1 mét á. Đó, thì cây này bắt đầu cắt tạo cành cấp 1 ha. Thì đây là cắt tạo cành cấp 1 cho cây nho mẫu đơn. Cho cái bạn nào mà mới hỏi đó thì em sẽ trả hàng bằng cái clip này ha. Thì mong bạn xem được clip này. Đó, thì đây sẽ tiến hành. Đó, em sẽ không, đối với cây nho mẫu đơn em sẽ không cắt gần quá cái mặt vàng, mà em cắt sơ ra một xíu ha, em cắt ra đây luôn. Đây. Đó, em cắt ra đọt bỏ nè mọi người. Đó. Cái thường thường là các anh chị cắt sẽ xé vào đây nè. Thì với cây nho 1 năm 2, cây nho ngón tay đó, hoặc cây nho đỏ, nho xanh thì nó sẽ bung ra. Nó bung ra đều mầm. Đó, còn đối với cây nho mẫu đơn á, nó bung ra kém lắm mọi người. Nên mọi người phải cắt hơi non. Tạo cành cấp 1 vậy, các anh chị phải cắt hơi non ha. Đừng cắt quá cái chỗ mà hơi màu vàng thì nó nứt là chậm lắm. Đó, nên lưu ý nha. Đó, thì em cắt em bỏ trong bật đi trời nách. Đó, thì clip này cắt hôm nay thì chắc khoảng cỡ một tuần lễ sau thì nó sẽ bung ra. Thì để xem mọi người thử là em cắt như thế này thì nó bung ra có được nhiều mầm ngủ hay không nha. Đó, nên các anh chị có trồng cây nho mẫu đơn thì lưu ý khi tạo cành cấp 1 là các anh chị cắt cho nó xê ra một tí ha. Đừng cắt gần quá chỗ này hay ha. Nếu các anh chị cắt gần chỗ này thì mấy cái mầm ngủ này nó hơi già nè mọi người. Nó nứt lên khó lắm, nó nứt lên có 1 cái à. Cây nó đưa dinh dưỡng lên. Nó bung có 1 cái à. Nên mình cắt hơi non ra về đây để cho nó bung ra được nhiều hơn. Rồi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi ha. Thì mình trả lời bằng clip nha. Mong bạn xem ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo.